Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ lạo cho quý vị xem một cái bộ gốc cây này. Bộ gốc cây chúng tôi đục 12 con giáp. Thì khi mà đục xong thì chúng tôi phải dùng cái lạo này. Cái lạo này chúng tôi vừa mài xong và bây giờ nó rất là sắc. Thế thì sau bắt đầu là chúng tôi sẽ phải dùng cái lạo này để lạo làm sao cho nó thật nhẵn. Sau đó chúng tôi mới đi vào đánh cái giáp. Đây, dùng cái lạo nó như thế này, lạo hết một cái lớp bên bề mặt để cho nó hết cái phần trà nhám mới đi, phần vết đục ấy. Lạo như này thì sau nay mai mình hoàn thiện thì nó mới đẹp được. Còn nếu mà không lạo ấy thì nay mai hoàn thiện chắc chắn là nó sẽ không thể đẹp được. Đấy, lạo cái sờ nhiều khi nó đã sướng rồi. Đấy, tôi sẽ lạo cái con trâu này cho quý vị xem, rất là hay. Những người nào mà làm thợ đục ấy mà cứ dùng giấy giáp đánh trực tiếp ấy, thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không thể nào bằng được. Nếu như hàng kỹ, hàng tinh xảo, người ta phải lạo như thế này. Đấy, người ta lạo thì nó mới hết được cái vết đục mới này, nó mới phẳng được. Công phu lắm, lạo rồi còn chảy hết cả tay ra. Có những cái khe kẽ mà không lạo được ấy thì chúng ta lấy cái rũa. Nó có những cái rũa lạo, thực ra nó có 4-5 loại lạo cơ. Lạo tròn, lạo thẳng. Nhưng mà tôi thì đang lạo ở cái phần này cho nên tôi dùng cái lạo thẳng. Đấy, quý vị thấy không? Cả một con trâu này lạo công phu phết đấy. Đấy, lạo vào khe này nữa này. Móc vào những khe này. Đấy, nếu mà những cái đầu con này sừng xiếc các thứ này lạo này, bình thường ra nó có cái vết vằn vằn này này, mình lạo nó đi nó mới hết cái vết vằn vằn đấy. Khi mà sơn lên đấy nó mới luột được. Đấy, nó mới đẹp được. Làm thợ mộc mà không biết là nạo cái này thì vứt, đúng không ạ? Nên cái này nó quan trọng lắm. Khi mà lạo xong rồi ấy, mình đánh cái giáp ấy, nó sẽ rất là ngon. Đấy, nó sẽ rất là nhẵn. Đây, như cái sừng này này, bây giờ nó vết nó đầy này này, mình lạo nó đi thì nó sẽ hết những cái vết. Xong mình đánh cái giáp nó vừa nhanh mà nó lại vừa đẹp. Mỗi một cái con vật như này nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta tỉ mỉ, chúng ta lạo thì mất khoảng độ 10 đến 15 phút. Đấy, nhìn nó đẹp ngay đúng không? Trâu ngậm ngọc. Nhiều người bảo không cần phải lạo, cứ thế mà đánh cái giáp. Thế nhưng mà nếu mà lạo được ấy, thì hàng lên nó đẹp lắm. Hàng lên nó đẹp hơn nhiều. Đấy, khi mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị về để mà làm hoàn thiện một trong những cái bộ gốc cây ấy, mà muốn làm đẹp, muốn làm tỉ mỉ ấy, thì cái điều cốt lõi là chúng ta phải đi từng bước một thì nó mới có thể là đạt được cái đỉnh cao. Còn nếu như cứ thế này, không cần phải lạo, không cần dùng cái lạo sắt này để lạo gỗ này, chúng ta cứ thế đánh dây đáp vào thì cũng được. Thế nhưng mà nó sẽ không bao giờ đẹp. Độ nhẵn của nó, độ đều của nó và những cái vết xước nó cũng không thể hết được. Đó là cái điều rất là quan trọng. Khi mà chúng ta làm hoàn thiện, nó phải mất rất nhiều công phu. Càng nhiều công phu bao nhiêu thì sản phẩm khi ra nó sẽ càng đẹp. Đó là điều chắc chắn. Cho nên là tôi khuyên các bạn, nếu như các bạn muốn làm một trong những cái bộ gốc cây mà có cái phần chạm khắc như này thì lên dùng cái lạo này để chúng ta lạo cái gỗ này cho nó đẹp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn khi mà có được những cái sản phẩm đẹp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.